Xin chào mọi người, hôm nay mình lại lấy mũi dao. Tất cả các dao của mình là đã được vệ sinh và mài bén. Giá dao là chưa bao gồm phí ship. Giá dao là cộng với phí ship. Mọi người mua dao thì nhắn tin tới số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mọi người mua dao thì nhớ cái mã dao hôm nay là mã dao hôm nay là mã dao của ngày 13 tháng 3. Mã dao là bắt đầu từ mã 1 đến mã 10. Sau đây mình xin giới thiệu chi tiết từng cây. Thứ nhất là một cây đề ba. Cây đề ba cán gỗ khao inox. Lưỡi của nó bằng thép carbon 2 lớp. Cái này có độ dài lưỡi là 12, mở rộng là 3,8 và độ dài là 6 ly. Cái này có giá là 250k. Chữ của nó được khắc rất rõ. Mã số 1, 250k. Mã số 2. Mã số 2 là một cây dao lóc. Cây dao lóc này có độ dài lưỡi là 14,1, bản rộng là 3,8 và độ dài là 2,5 ly. Cán gỗ chốc đồng, lưỡi bằng thép carbon, có giá là 350k. Mặt bên này nó có chữ, mặt bên này cũng có chữ. Cây này là dùng cho tay phải. Mã số 2 có giá là 350k. Mã số 3. Mã số 3 là một cây Nakiri. Cán gỗ khâu nhựa. 3 lớp thép. Thép carbon 3 lớp. Cây này có độ dài lưỡi là 16, bản rộng là 5 và độ dài là 4,8 ly, mỏng dần ra mũi. Lần trong cán này 4,8 ly là mỏng dần ra mũi này. Và số 3 này có giá là 350k. Mặt bên này có chữ. Mặt bên này cũng có chữ. Mã số 3, 350k. Cây này là mã số 4. Mã số 4 là một cây Sontoku 3 lớp thép. 3 lớp carbon. Thép của nó 3 lớp nhưng mà là một thép carbon. Ngồi cũng carbon mà cái lõi cũng gần carbon. Cây này cán gỗ khâu sừng. Cái này cao sừng riêng của nó. Cái này cao sừng nguyên bản của nó. Cái này rất là còn rất là đẹp. Chữ khác. Cái này có độ dài lưỡi là 16, bản rộng là 4,1 và độ dài là 4 ly mỏng ra mũi. Cái này có giá là 500k. Trong cớn nó 4 ly và mỏng ra ngoài mũi là còn khoảng ở đây còn cả 2 ly. Mã số 4, 500k. Mã số 5. Mã số 5 là một cây Sontoku cán gỗ khâu đúc thép carbon, chữ dập chìm. Cây này có độ dài lưỡi là 16, bản rộng là 4,5 và độ dài là 1,5 ly. Cây này có giá là 350k.
Mã số 5 có giá là 350k. Mã số 5, 350k. Mã số 6, 1-6 là một Nagari 3 lớp thép. Thép carbon 3 lớp luôn. Chữ của nó được khắc ở đây. Cái này là cái lớp rôm đen của nó. Vẫn còn nguyên cái lớp rôm đen của nó. Khao của nó bằng đồng. Cán gỗ, trên cán nó cũng có chữ. Có mấy cái chữ xuống như này luôn. Cái này có độ dài lưỡi là 16,5, bản rộng là 4,8 và độ dài là 4 ly. Cái này gần trong cán này dài 4 ly, mỏng ra mũi. Cái này cái cán nó nứt một xíu rồi này, nhưng mà không sao cả. Mình đổ keo vào cái này nút một xíu nhưng mà vẫn còn chắc chết. Mã số 6, 350k. Mã số 7 là một cây Gyuto. Cán gỗ, hai chốt bằng đồng, khâu đúc, lưỡi bằng thép carbon. Chữ của nó khác mà nó còn mờ, có chữ mà nó mờ. Cái này thì nó hơi có với mấy cái đống rổ ở đây một chút xíu. Cái này có độ dài lưỡi là 17,5, bản rộng là 4,2 và độ dài là 2 ly. Cái này có giá là 350k. Mã số 7, 350k. Mã số 8 là một cây dao 3 lớp thép ốp không rỉ lõi carbon. Cái này nó nhìn có tổ chim, có bao quả trứng. Cái này mình mới thay cán gỗ. Cái này có độ dài lưỡi là 16, bản rộng là 4 và độ dài là 1,5 ly. Cái này có giá là 200k. Và số 8, 200k. Mã số 9 là một cây dao gọt trái cây. Cây này cán gỗ, khâu đúc, lưỡi bằng thép carbon. Chữ của nó khác rõ, rất là đẹp. Cái này có dáng rất là đẹp. Cái này có độ dài lưỡi là 14,8, bản rộng là 2,4 và độ dài là 1,5 ly. Cái này có giá là 200k. Mã số 9, 200k. Cuối cùng là mã số 10. Mã số 10 là một cây dao cán gỗ mình mới thay cán. Lưỡi bằng làm bằng 3 lớp thép, ốp không rỉ lõi carbon. Cái này thì nó rổ chỗ này một xíu. Logo của nó nhìn con chim. Cái này có độ dài lưỡi là 16, bản rộng là 3,5 và độ dài là
Cái này độ dài là cỡ 1 ly, cái này rất là mỏng. Cái này 3 lớp thép ốp không rỉ lợi carbon. Cái này có giá là 150k. Mã số 10 có giá là 150k. Cái này có độ dài có ly thôi. Mỏng. Mã số 10, 150k. Mình đã giới thiệu xong một số mẫu dao. Mọi người mua dao thì nhắn tin đến số điện thoại mình để trên tiêu đề. Mọi người mua dao thì nhớ cái clip hôm nay là clip ngày 13 tháng 3. Mã dao là từ mã 1 đến mã 10. Giá dao là chưa bao gồm phí ship. Giá dao là cộng với phí ship. Mọi người ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để xem các clip tiếp theo. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở các clip sau.